là thử liều lần coi thì sao? Ủa? Mình có quen nhau hả? Ông bị điên hả? Bà là bạn gái tôi nha. Anh lo cho chén cơm mình thì đúng hơn á. Chó, thử thử nè, thử mở như mày là dính giật ngồi cho tao à. Khổ nổi cho mày, con Linh nó thích tao.